Như đã hẹn, Mco sẽ tiếp tục 8 tiêu chí đánh giá còn lại nhé. Thứ 8, khả năng tổ chức công việc. Bất kỳ một công việc gì, từ cá nhân đến tập thể đều cần phải có sự sắp xếp, phân bổ phù hợp. Khi nắm rõ được công việc, trưởng nhóm cần phân công chi tiết công việc cho từng thành viên để tránh công việc chồng chéo lên nhau, đồng thời phát huy năng lực và sở trường của họ, đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Thứ 9, kỹ năng giao tiếp. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của từng thành viên trong nhóm như tuổi tác, giới tính, ngôn ngữ, văn hóa và cả cá tính riêng. Nếu bạn thực sự nắm được những kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong làm việc nhóm, bạn sẽ ngạc nhiên với những bước tiến mà mình đạt được trong công việc. Để trở thành một người giao tiếp giỏi trong nhóm, đòi hỏi bạn phải biết lắng nghe ý kiến, quan điểm và mỗi quan tâm của các thành viên khác. Bạn không nên đón nhận sự chỉ trích bằng việc bảo thủ, chống đối mà nên bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của mình bằng tinh thần xây dựng và tôn trọng. Thứ 10, khả năng kiểm soát tình huống. Khi gặp những tình huống bất ngờ phát sinh thì việc giải quyết vấn đề hiệu quả là một phần của teamwork. Bạn phải xác định mấu chốt của chúng bằng những cuộc thảo luận mở, cũng như hợp tác với các thành viên để đề ra những phương án giải quyết hiệu quả. Bên cạnh đó, việc giải quyết các mâu thuẫn nội bộ cũng là một cách duy trì sự kết hợp chặt chẽ của nhóm. Từng thành viên sẽ có cơ hội hiểu nhau và phối hợp ăn ý với nhau sau này. Trong khó khăn luôn luôn có cách giải quyết. Vấn đề miễn là bạn sở hữu khả năng kiểm soát tình huống thật tốt. 11. Tinh thần lạc quan. Sự hăng say nhiệt tình của bạn có thể sẽ là chất xúc tác giúp hiệu quả tăng lên không chỉ riêng bạn mà còn của những thành viên khác. Bạn cần nhận ra cái việc này và nắm bắt để khuấy động sự hăng hái, nhiệt tình trong quá trình làm việc của cả nhóm. Những câu chuyện hài hước, một lời nói bông đùa sáng sớm có thể khiến đồng nghiệp của bạn vui trong khoảng này. 12. Tinh thần trách nhiệm. Dù là làm việc theo nhóm hay là làm việc một mình, bạn cũng cần phải luyện cho mình một tinh thần tận tâm, trách nhiệm với công việc. Đừng nghĩ rằng mình không làm tốt thì sẽ có những thành viên khác gánh vác hộ. Với suy nghĩ đó, bạn đã bỏ lỡ cơ hội trở thành một thành viên được đánh giá cao. Vì vậy, hãy chủ động làm tốt công việc của mình, đồng thời quan tâm đến công việc của đồng nghiệp. Bạn sẽ thấy công việc chung hiệu quả và hiệu suất đến thế nào. 13. Lòng kiên trì. Khi bắt đầu bất cứ một công việc gì, chắc chắn bạn sẽ gặp phải không ít khó khăn khiến bạn thất bại và nản lòng. Nhưng mà mọi việc luôn luôn vận hành theo quỹ đạo nếu mà bạn có một cái nhìn rõ ràng và sự kiên định với mục tiêu đề ra. Nên nhớ, đừng để những người suy nghĩ tiêu cực phá hỏng kế hoạch tiến tới thành công của bạn. Khi gặp trở ngại, bạn hãy dừng lại, bắt đầu lại từ đầu với những cách nghĩ và hành động mới. Bạn không những cải thiện được bản thân mà còn có thể giúp được những người khác cũng như nhóm của mình tiến lên phía trước. Sự quyết tâm là điều thứ 14. Tinh thần quyết tâm sẽ tạo ra năng lượng, sức mạnh và niềm tin cho toàn bộ thành viên trong nhóm. Mọi khó khăn đều được vượt qua. Khả năng của mỗi cá nhân sẽ được ghi nhận nếu cả nhóm có tinh thần quyết tâm cao và sẵn sàng đi đến cùng. Dù bạn chỉ là một thành viên hay là nhóm trưởng, hãy cố gắng truyền đi thông điệp, tầm nhìn của mình. Điều đó sẽ nâng cao tinh thần quyết tâm cho toàn bộ các thành viên, đồng thời giúp mọi người phát huy thế mạnh của từng cá nhân để đóng góp hiệu quả nhất cho công việc chung. Điều thứ 15 là sự nhạy bén. Khi làm việc trong một nhóm, bạn thường xuyên phải linh hoạt thời phát biểu, kế hoạch hay là công việc của mình để đảm bảo cả nhóm có thời gian thảo luận khi cần thiết, đồng thời giải quyết những tình huống khác nhau trong công việc. Việc thích nghi với những thay đổi là điều vô cùng quan trọng. Nó giúp bạn chủ động trước mọi sự việc bất ngờ gây ảnh hưởng đến công việc chung của cả nhóm. Còn bạn, bạn sở hữu bao nhiêu tiêu chí đánh giá khả năng làm việc nhóm hiệu quả? Comment chia sẻ cho Mco cùng biết nhé! Cảm ơn đã theo dõi Mco. Xin hãy theo dõi chúng tôi thêm ở Facebook hoặc YouTube.